Vâng, cảm ơn các bác đến từ các tỉnh Bắc Giang tôi rồi thì đây là những bộ sản phẩm loa DKP, một cái dòng loa nổi tiếng của Ý đang test thử với BMB. Thì các bác thấy chắc chắn là nó sẽ 1910, giá tiền nó rất là hợp lý các bác nhá. Đấy, bây giờ các bác đang không biết lựa chọn sản phẩm gì, toàn hàng xịn nhá. DMX rất nổi tiếng của hàng bãi rồi, nhưng khi gần những cái dòng đàn anh này thì chắc chắn là nó phải lép vế. Đấy. BMB, RKB, B3 đấy là những dòng loa Hall Center, nó là những dòng đứng đầu của thế giới, được cả thế giới công nhận. Đến với Ngọc Hoàng các bác biết rồi, đó là hàng xịn, xịn và chất lượng. BMB 2012C này em có rất vừa về thêm được 30 đôi nữa, số lượng cực kỳ. Để phục vụ các bác nhá, chỉ còn 30 đôi nữa trong đôi sản phẩm 100 lục. Rất cảm ơn các bác các anh chị. Và đây là một chủ nhân của bộ sản phẩm mặc áo vàng cam. Đấy, đang test thử giữa cặp loa vàng cam cà rốt với bạn nữ kia, chủ nhân. Rồi, trong này các bác đang mua cặp loa B3 Safi. Dòng loa này em sẽ test thử cho các bác. Nổi tiếng là dòng loa em thích nhất đây. Đấy, nếu nói B3 thì em thích nhất sản phẩm B3 Safi này. Rồi sau một lát nữa anh em sẽ test thử để trả ơn các bác. Rồi, sáng ngày hôm nay các bác đã chuyển tiền cho em những cặp loa bầu Mỹ, em sẽ chuyển trả đơn các bác và những bộ mic không dây tối ngày hôm qua em nay. Và các bác thông cảm cho em, bên em hôm nay là anh em thợ nghỉ rất là nhiều nên chỉ còn vài người phục vụ thôi. Đấy, những ngày này cũng rất là nhiều. Cảm ơn các bác, mọi miền Tổ quốc đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Ngọc Hoàng Bắc Giang.